thân mến, quý vị đang theo dõi bản tin doanh nghiệp và hội nhập của TV Pháp Luật được phát tại địa chỉ www.tvphapluat.vn. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh Fanpage và kênh YouTube của TV Pháp Luật. Bản tin doanh nghiệp và hội nhập hôm nay sẽ có những thông tin thú vị về sự kiện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội vừa trao quyết định thành lập và ra mắt câu lạc bộ doanh nhân sức sống mới Win Lifestyle Club. Đây là câu lạc bộ liên kết thứ tư được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua. Thưa quý vị, một thông tin rất thú vị dành cho các doanh nghiệp, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội vừa trao quyết định thành lập và ra mắt câu lạc bộ doanh nhân sức sống mới Win Lifestyle Club. Xin chia sẻ cùng quý vị khán giả, Win Lifestyle Club được thành lập với sứ mệnh kết nối, truyền cảm hứng và kế thừa, tập hợp những doanh nghiệp có nữ lãnh đạo là nơi khơi mở tư duy và sức sáng tạo trong cuộc sống. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp những hội viên từ những doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các tổ chức cá nhân. Khi tham gia câu lạc bộ, hội viên sẽ được giao lưu, học hỏi, được trao những cơ hội kinh doanh cũng như phát triển doanh nghiệp, được tham gia kết nối giao thương trong và ngoài nước, được học tập và kết nối với các doanh nghiệp lớn đầu ngành. Hiệp hội tạo môi trường để các hội viên được chia sẻ, học hỏi, hỗ trợ kết nối để xây dựng cộng đồng doanh nghiệp hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập và đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong buổi lễ ra mắt, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã trao quyết định thành lập câu lạc bộ và ban hành nhiệm kỳ 1 gồm bà Nguyễn Lê Anh, Chủ tịch Win Lifestyle Club, bà Naomi Nga Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực, bà Nguyễn Thu Nga, Phó Chủ tịch Kết nối Cộng đồng, bà Trảo Thị Hạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Điểm nhấn của lễ ra mắt câu lạc bộ còn có chương trình talk show, phụ nữ và tầm quan trọng của kế thừa trong gia tộc và doanh nghiệp. Với sự điều phối của chuyên gia nhân sự, huấn luyện viên gia tộc Nguyễn Lê Anh cùng sự tham gia của tiến sĩ Mạc Quốc Anh và các doanh nhân. Những chia sẻ của các diễn giả đã mang lại nhiều giá trị và góc nhìn phong phú cho sự kế thừa của gia tộc, doanh nghiệp và cộng đồng. Không quên sự đồng hành của tất cả các hội viên đã chung tay xây dựng cộng đồng Queen, câu lạc bộ đã trân trọng trao kỷ niệm chương giải cống hiến cho các nữ doanh nhân tài giỏi đã góp phần xây dựng cộng đồng uy tín và gắn kết. Tại lễ ra mắt Queen Lifestyle Club còn có các gian hàng trưng bày sản phẩm và kết nối kinh doanh của hội viên. Xin chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội vừa có buổi ra mắt câu lạc bộ sức sống mới Win Lifestyle diễn ra đầy ý nghĩa và thành công rực rỡ, mang lại nhiều giá trị đến các doanh nghiệp. Xin tiết lộ đến quý vị khán giả, đây là câu lạc bộ thứ tư được Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh, là câu lạc bộ doanh nhân C&D, câu lạc bộ doanh nhân SCA, câu lạc bộ liên kết doanh nghiệp Việt Nam VBCA. Quý vị vừa xem xong bản tin doanh nghiệp và hội nhập được phát tại địa chỉ www.tvphapluat.vn. TV Pháp Luật sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những thông tin của chuyên mục trong các kỳ tiếp theo. Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ với bản tin doanh nghiệp và hội nhập vui lòng gửi về số 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi đến số điện thoại chuyên mục 090-9194-000. Ngoài ra, quý vị có thể gửi thông tin về email info@tvphapluat.gmail.com.